chào bà con nha bạn. Cảm ơn bà con nha bạn đã vào xem video của tôi nha. Hôm nay thì mình sản đúc cái bánh lái của chiếc ghe cầu này đó các bạn. Cái bánh lái này cũng không có dài cho nên cũng đào, phải đào cái hố rồi. Bắt đào cái hố rồi đây. Cái hố này sâu tầm khoảng 1 mét các bạn, chứ không có quá sâu. Thì cái bánh lái này của mình ngắn nè. Các bạn thấy không? Lái có 4 mét à. Giờ anh phải đúc vô cho ông tiếp lái nè bạn. Đúc vô chiếc ghe cào nè bạn. Đó, đúc vô cái lọt cái bọc lái đó, ông tiếp lái đó các bạn. Giờ mình lại cận cảnh mình coi mấy ảnh đúc vô nha bạn. Đó, giờ thì xe cẩu đang đưa vô nữa bạn. Giờ thì xe cẩu đang đưa vô nữa bạn. Tắt máy rồi. Đây, cái hố này. Cái hố này khoảng sâu xuống tầm khoảng 1 mét thôi bạn, không có sâu quá. Đây, cái bánh lái mình đây. Giờ mình đúc mình cái ống tiếp lại các bạn. Đó, kéo lên trên nha. Đó, để chuyển dịch này. Dịch này là chuyển dịch 3.4 các bạn. Đó, rồi dịch chưa? Khỏi nói dịch luôn. Quá ể. Dịch 4 cánh. Đây, giờ mấy ảnh đang chuẩn bị bỏ kéo cái lái lên nè các bạn. À, anh bỏ vô cái lỗ đó mà. Ở trên ghe thì anh đang sạc dây ở trên đó mà. Sạc dây trên đừng anh thòng xuống cọc vô cái đầu bánh lái anh kéo lên đó mà. Này để mình đi lên ghe mình coi mấy anh sạc ở phần ở trên nha bạn. Ở dưới đó thì mấy anh đang cẩu bánh lái vô á. Mình đi phần ra sao nha. Ra sao đây? Anh nó cột cái trời rút rồi. Cột trời rút anh kéo lên đó bạn. Đây được rồi. Đây lỗ với bên đây lỗ ngay ha. Khoan hả? Khoan lắm mình xỏ vậy nữa mình xài luôn. Đúng rồi. Chứ đừng khoan chi tên lủng keo ủa. Đó, cái ông tiếp lái của mình đây. Mặt này hàng rồi hết vậy. Rồi trong cái hàng luôn đó. Ừ. Đó. Thì mình kéo bánh lái lên đó bạn. Cái ngay giữa trong tiếp quốc tôi lỗ bên đó lỗ rồi. Ok. Vậy là trên đây chưa có chỗ buộc dây nữa mà. Giờ anh thợ anh phan lỗ buộc dây. Lỗ dây mình mới kéo lên được. Còn này là ở dưới nè. Ở dưới không thấy mà anh đang làm đó bạn. Hiện tại giờ mình nghe mình trên đang trên đường ray các bạn. Đậu chữa nè. Ôi. Chữa từ từ. À, giờ thì anh thợ phan nữa các bạn. Phan cái lỗ để buộc dây á. Phan lỗ khỏi dây á, bởi vì nó kéo cái bánh lái lên được. Có dây mình cột cái lan vô đó. Tháo hả? Ừ. Rồi đây nè, lỗ bên đây là dễ phan hơn nè. Đứng đây đâm ngược rồi xéo xéo rồi nó ngoắt cái mình móc cái móc thêm cái lỗ nữa. Rồi. Thì được lỗ nữa các bạn. Hai lỗ rồi có chỗ buộc dây rồi. Rồi ok. Rồi, xỏ xiềng vô buộc cô lan cái trời rút rút lên nữa mày. Đây bạn. Rút rồi bạn, rút lên khá nhiều các bạn. À, đang lên đó, đang lên từ từ các bạn. Vậy là cái đúc bánh lái này vậy các bạn.
nếu như mà mình không có đào cái hố này là cái độ sâu không có đủ mà mình không có kéo vô cái đầu khúc bánh lái mà không kéo vô không tiếp được mà tới buồn phải đào vậy mà đúc trên bờ luôn. Nếu mình không muốn đào vậy mình phải xuống nước mình mới đúc được mà đẩy xuống nước mới đúc được. Còn chưa lên nữa bạn, lên khoảng 5 phân nữa anh Dậm ơi, 5 phân nó còn hở chút xíu mà khoảng 5 phân anh kéo lên cho sát luôn mà. Rồi sát vô luôn ngon rồi các bạn ơi. Rồi thế là xong các bạn, lái mình đúc gì là xong các bạn. Rồi các bạn, vậy là xong cái quy trình mấy anh đúc xong cái bánh lái rồi các bạn. Vậy là giờ mấy anh còn bắt cái phần ở trên lại thôi các bạn, cái cùi tô lái với lại cái bán lái cụ bóng bên trên là xong các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã vào xem hết video tôi nha. Hẹn gặp lại vào những video tới. Bye bye.